Vâng, chào mừng các bác lại đến với kênh của em Chiến nha. Sau đây em giới thiệu những con cơ cổ này các bác, và có mấy con cơ lộ. Và sáng nay thì hai bác khách đã lấy rồi, hai vợ chồng bác khách ở Bến Tre đã lấy con thuyền buồm xuôi gió rồi nha các bác. Đấy, về bác nữ thì đeo con này size 35 năm. Còn bác nam thì đeo con này size 36. Cả nấm 37, 38 luôn nha. Đấy, một bộ đôi rất tuyệt vời luôn. Đấy, và con chung reo này cũng đã có chủ rồi nha các bác. Đây, hai bác chim khoảng hết rồi. Đó, ba cái này em để ra bên này. Rồi em sẽ lên những con cơ cổ. Chơi cơ cổ nó có một cái thú vị riêng các bác. Mà đeo lên te nó là kỹ chơi sưu tầm các bác. Một cái thiết kế cổ điển nhưng mà nó đậm mộc phong chắc. Nó rất là xịn sò. Nó không có kiểu như là những đời mới bây giờ. Đầu tiên em sẽ lên con Oren Roya mạch hai lòng này. Oren Roya mạch hai lòng rất là đẹp nha. Đẹp xuất sắc luôn. Con này 3,7 triệu nha các bác. Bọc vàng 14k. Oren Roya mạch hai lòng size 35 năm. Đẹp ken luôn. Bác nào chơi cơ cổ thích sưu tầm những dòng này thì alo. Đeo những con cơ cổ đặc biệt nó thú vị đó các bác. Nó không đụng hàng mà nó cổ điển. Nó mang tính chất sưu tầm cũng như các bác chơi đồ cổ vậy đó. Nhưng mà nó mang một cái cổ máy rất là đẳng cấp. Chúng ta xem giờ, chúng ta trưng bày và đeo lên tay. Con này 3,7 triệu nha, 3,7 triệu. Đẹp xuất sắc đó nha, Oren Roya. Mạch hai lòng 3,7 triệu. Em lên một con Roya cao cấp hơn là con size 36 năm. Oren Roya size 36 năm mạch trắng. Cơ cốt, cơ cổ đó các bác. Đẹp xuất sắc, con này giá 4,5 triệu nha, size lớn và đắt hơn, 4,5 triệu. Đặc biệt con này da dinh nha, này, Roya này các bác, da dinh của nó. Oren Roya size 36 năm, dây dinh, 4,5 triệu. Đấy, bác nào mình yêu thích con này thì cứ alo. Cọc tiền các bác cọc khoảng 15% trở lên, còn chuyện khoản đủ thì em sẽ bớt chút đỉnh nha, 100-200 tùy giá trị sản phẩm. Lên một con Senko Crown mạch xanh nước biển. Senko Crown đẹp xuất sắc, bọc vàng toàn thân 3,6 triệu. Bọc vàng toàn thân nha, 3,6 triệu. Đẹp cứng cửa này. Bác nào thích sự nổi bật thì chơi con này. Hiếm nha, những con mạch khuyết và mạch xanh khá là hiếm. Con này 3,6 triệu nha các bác. Đẹp lắm. Bên em hàng chuyên hàng tuyển, hàng mộc mạc hết. Rồi thêm một con xanh nữa, size lớn hơn là size 36. Kim cọc lớn. Con là Senko Kronos. Đây là con Kronos nha, con kia là con Crown. Đây là Senko Kronos 21 chân kính, kim cọc là bọc vàng, đẹp ken, size 36. Con này 4,000,000, bọc vàng toàn thân. Senko Kronos. Và em lên một con cơ lộ của Nhật này các bác. Con này em đấu về giá tốt này, bác nào chốt thì nhanh. Chiên con duy nhất thôi. Con cơ lộ, kim cọc là thép nông xanh, hình mũi giáo. Con này size 37-38 gì quá, size 37 á. Con này giá 4,000,000 nha, con Obat của Nhật. Một bộ máy vàng ươm. Cơ automatic nha, automatic cơ lộ, con này giá tốt nè. Tầm 4,000,000 có bác khó mua một con cơ auto mà cơ lộ lắm nha. Hàng xịn nữa. Đẹp xuất sắc. Size 37-37 năm vậy. Con này đáng chơi nha. Con này giá 4,000,000. Này bác nào yêu cơ lộ thì chốt ngay con này nha. Rồi em lên một con Senko Sportmatic Automatic 5,2 triệu. Đẹp cứng cửa luôn. Thằng chơi sưu tầm này các bác. Mạch hai lòng mà cực kỳ sang. Lòng này không phải lòng bình thường các bác. Lòng liền khía bên trong luôn nha.
những cái lồng này nó rất là trau chuốt tỉ mỉ nha. Này, cậu thấy đồ đẹp này, con này là đẹp hết số, không có cái gì mà gọi là phê phê, đá cũng đẹp luôn. Con này 5,2 triệu, con này chắc hàng tồn kho. 5,2 triệu, size 37, Senko Sportmatic, mạch 2 lòng, bọc vàng, 14k, 5,2 triệu. Mạch 2 lòng liền khía này coi, 5,2 triệu nha, size 37 á. Rồi em lên một con cơ cổ này coi, auto cổ nha, dành ra cho các bác nào lớn tuổi này, thích cái form tăng này các bác. Đây là con Omberot thị sĩ, 25 chân kính, mạch vàng, mỡ gà, cơ automatic. Form con này là 35mm, thích hợp cho các bác lớn tuổi yêu thích siêu form tăng cổ điển, lên tay rất là đẹp. Con này giá 4 triệu nha, 4 triệu thị sĩ các bác. Đấy, tầm 4 triệu các bác chốt được con thị sĩ Everest, 25 chân kính, form tăng đẹp nữa, 4 triệu nha. Rồi em lên một con Dynamic Auto, cũng là size 37, đẹp cứng luôn nha, giá yêu 4,2 triệu, automatic, con đẹp lắm, Dynamic Auto, 4,2 triệu, 33 chân kính luôn nha các bác, 33 revel, 1 lịch, con này giá tốt, automatic 4,2 triệu, chiến khoản đủ em tính 4 triệu nha. Đấy, chỉ với 4 triệu mà các bác đã sở hữu một con automatic tới 33 chân kính Dynamic Auto tại shop em Chiến nha. Automatic hỗ trợ luôn cơ cốt này các bác, cốt tay và cốt auto luôn ấy. Con này size 37 này, đẹp xuất sắc luôn, nấm zin nha các bác. Nói chung là hàng các bác em bao zin hết nha. Như con đi đi mắt Dynamic Auto này thì rất đáng chơi, một cái cấu hình rất lớn, 33 revel, đẹp ngất ngay, cái đá như thế này là ai cũng yêu, 4,2 triệu. Đây các bác, giờ em sẽ lên mấy con nữ này. Đây là con Kitigen tồn kho này các bác, bữa về được 3 con mà 2 con có chủ rồi, giờ còn con này em để các bác là 1 triệu bác còn lấy nhanh chốt luôn nha. Kitigen máy binh chuyên cho nữ, con này size là 20 25, size 25 nha, bọc vàng. Con này bọc vàng 18 nha. Con này con đồng hồ nữ, các bác nào mua tặng thì con gái hoặc là vợ thì lấy nha, 1 triệu nha. Hôm bữa mà 1,1 triệu, còn hai còn con để 1 triệu này. Giờ em lên một con hàng sang Rovendino. Này Rovendino, form thiết kế theo những dòng cu xì các bác. Size con này 32 nha. Nấm đính ruby đen. Con này 1,5 triệu, size 32. Con này máy chị lên tay đẹp lắm, ở 12 giờ nó đến một viên kim cương nha, size 32, 1,5 triệu. Rồi em lên cho em bắt một bác một con Kitigen nhưng mà nó bọc vàng toàn thân luôn nha, bọc vàng toàn thân luôn, mới lắm. Con này cũng về giá tốt này, size là 28 nhân là 33, 28 này. Cậu thấy đấy, bộ dây bên nước ngoài về luôn nha. Bác nào chốt thì alo cho em. Con này em giao cho các bác là 1,2 triệu nha. Con này em đấu giá tốt này, so với con này thì 1 triệu thì các bác có thể thêm, nên tùy theo các bác. Bác nào thích form lớn thì lấy con này 1,2 triệu, còn lấy form nhỏ nhỏ hơn một tí thì 1 triệu. Đấy, ngoài kia đang đóng hàng cho các bác đó nha. Đấy, con này là 1,2 triệu, à 1 triệu, con này 1,2 triệu nha. Con này hàng tồn kho. Form những cái form tăng này là các bác chị em phụ nữ lên rất đẹp nha, dễ thương. Đấy, rất là dễ thương. Còn con này thì cũng đẹp keng luôn, màu bọc vàng là bọc vàng nguyên con nha. Con này bọc vàng nguyên con này, giá 1,2 triệu. Con này có chỗ bán tới 1,5 triệu các bác. Con này em đấu về giá tốt này, con này chốt là chốt liền nha. Con này tạt ngay 20 tháng 10 là hết bài. Đấy, 1,2 triệu nha, khó riêng dây, cái bộ dây đã coi, bộ dây khâu tay này quá, rất đắt tiền nha. Bộ này các bác mua phải 4 sợi đó, bộ khâu tay này. Rồi 1,2 triệu nha. Rồi em sell con này luôn để các bác về tặng cho chị phụ nữ này. Con này nó thiên về hàng sang, đồ sang nha, nó sẽ đính đá full hết,
con Flat của Nhật, thương hiệu Ý nhưng mà máy Nhật. 800 em đề các bác là 700 nha. Con này nó ôm tay, nó form theo những cái dòng sang các bác. Size ngang của nó là 27, dài là 40, 27-40 các bác. Con này em đề các bác 700 nha, một thương hiệu Ý, máy Nhật nha, chính hãng đẹp keng hết. Dây là dây theo máy từ bến về luôn này, dây theo máy nha, 7 xị nha. Đây, sale các bác 700 là bác lấy luôn, ủng hộ em luôn này. Rồi em lên một con Senko này bác. Con Senko nguyên zinc này, mạch là mạch kim tuyến Senko, dây thép zinc, size 32. Con này 1.500.000, độ mới rất là cao. Đây, dây nó dây bọc vàng, bọc một lớp vàng phía trên này các bác, chứ không phải mạ đâu nha. Niềng niềng bọc vàng, rất mới. Senko size 32, giá 1.500.000. Nguyên dây zin. Đây em lên một con Alano đây, 1.500.000 nè các bác, con của Ý, thị sĩ. Đây một con thị sĩ mà giá vô không, 1.500.000 thôi. Alano Barry của Ý, đây các bác thấy. Cái này là dây zin, te các bác thầm là 14-15 trở lại đeo mới được nha. Dây zin của nó này, size là size 33. Con này khá là sang của thị sĩ, lịch lọc. Cọc số La Mã, một con Ý của thị mới keng, dây zin. Các chị em mà te 15, 13 đến 15 là đeo được nha. Con này 1.500.000. Cần dây da thì em thay dây da thôi nha. Yêu thích mẫu này mà muốn nó rộng hơn thì em sẽ thay dây da, và em sẽ kìm theo dây chiên của nó để các bác cắt nha. 1.500.000 nha. Bác nào chốt thì alo. Con này mọi chỗ họ bán phải 2.000.000 các bác, tầm thị sĩ của Ý nữa. Tại vì con này nó về cái dây nó chỉ vừa đủ xài từ tay 15 đó lại thôi, nên là em để 1.500.000 nhiều nhiều cho các bác mình chơi. Còn muốn dây da thì em gắn dây da nha. Con này đẹp đó, sang mới keng à. 1.500.000. Rồi em xin chào, hẹn gặp lại các bác ở video tiếp theo.